Con mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi. Dạ, tại vì mẹ em á thích coi chương trình này. Rồi cái mình nói em đăng ký luôn, em cũng thích coi rồi cái em đăng ký luôn. Rồi bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chừng nào tiến tới bạn, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì gia đình em cũng như vậy. À vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lớn có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Huyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tôi cười lên, tươi lên. Nhưng mẹ mà... kêu đi đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Biết mẹ có gửi gắm yêu cầu gì mẹ không? Mẹ có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi, nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Dễ thương quá. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Đức Chí. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư của một công ty xây dựng. Quê em ở Đồng Nai và em lên Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chú Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Chào anh Vinh kia và chào anh chị khán giả. Em tên là Duyên, em đến từ Cần Thơ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn tài chính. Ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, là mình làm việc lên đây rồi ha. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, điểm mạnh về điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh đó là cũng hòa đồng với mọi người, dễ làm quen nói chuyện. Còn điểm yếu thì hay hờn, hay giận, với lại có nhiều lúc cũng run. À, mỗi lần hờn giận vậy rồi ai năn nỉ? Dạ, thì người nào làm thì người đó năn nỉ. Người nào làm đó năn nỉ. Mà sao mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi? Dạ, tại vì mẹ em á thích coi chương trình này. Rồi cái mình nói đăng ký đi, em cũng thích coi rồi cái em đăng ký luôn. Rồi bây giờ nếu chọn ở bên kia mà đúng đối tượng đó là mình có đi tiến tới hôn nhân không? Dạ, thì quen tìm hiểu rồi sau này thì mới tiến tới hôn nhân được. Khoảng bao nhiêu năm nữa thì mới đám cưới được? Cỡ 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa ha. Rồi bạn trai, bạn giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể ca hát, chơi thể thao, tất cả những cái việc trong nhà hầu như là cái gì em có thể làm được hết. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi thẳng tính và nóng tính chút xíu, nhưng mà qua thời gian khi đi làm thì cũng có thể kiềm chế được. Rồi đâu mình điểm mạnh ca hát, rồi mình ca thử một khúc đoạn nào thử các bạn. Thì đến chương trình ngày hôm nay em cũng muốn gửi một ca khúc, đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Mời bạn. Dạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những anh mơ, muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông cuộc đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em, mến man bên chan thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tinh sáng, mắt anh kiếm tiền, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Trời ơi, kỹ sư xây dựng mà hát hay vậy sao ế? Dạ, thì cái công việc của em đặc thù là chỉ tiếp xúc với công nhân, mà đặc biệt là công nhân nam, với cát đá xi măng là chính, cho nên thì cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn nữ thì nó cũng không có chị, cho nên ế tới giờ. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng 2 mối tình chính thức. Và nhiều mối tình không chính thức đúng không? Dạ thì cũng có mình nhiều. Mình có tìm ra được nguyên do tại sao mình lại chia tay những mối tình đó không em? Dạ, thứ nhất là do cái tính tình mình không có hợp, và cái cách chia sẻ của mình nó không có đồng điệu với nhau á, cho nên nó dẫn đến cái chia tay. Chứ thực sự thì quen nhau thì cũng không có muốn là mình chia tay, tại vì quen nhau rất là khó, mà bỏ nhau còn
đó là chuyện khó hơn. Cho nên em muốn mình chững lại một thời gian để mình tìm một người nào đó thích hợp để mình quen lâu dài và tính hôn nhân luôn. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn thế? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Dạ. Mặt buồn thôi chứ thật ra là người không có buồn hả? Mặt dạ. Rất là buồn. Rồi đó là chia sẻ của bạn trai. Bạn gái bên kia cảm giác thế nào bạn? Bạn cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Nghe hay mà cũng ấm. Mình đặt ra tiêu chuẩn tìm người bạn trai là người như thế nào? Dạ, đầu tiên thì cao ráo, trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63 chị. 1m63, dạ. Kiếm trên 1m7 đúng rồi. Dạ, đừng có da trưởng, đừng có hay nói dối, với lại tham có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Tật, cái câu tôi cũng ghét mấy cái vụ này lắm. Dạ, coi cái là nói tiếp. Dạ, chào chị. Xe bằng tay ra coi. Hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt à. Có hút thuốc không? Dạ không. Rồi cao mét mấy? Dạ 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi. Mới hỏi có nhiêu đó để về hỏi nữa. Tại nghe cái dụng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc chị. Không, hình như không có nhuộm. Mẫu của người lý tưởng giống ai? Giống chú Quyền Linh. Đẹp không chú Quyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình đó. À vậy ha, rồi để hỏi lại. Nam ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Tính tình có giống chú Quyền Linh không? Biết tính chú Quyền Linh là sao không? Dạ chưa. Ai dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Nói vậy chứ bạn không thích điểm gì hả người phụ nữ? Em không thích là tính lăng nhăng chị. Và nhiều chuyện. Phụ nữ ai lăng nhăng, nhiều chuyện thì cũng hơi có. Rồi về ngoại hình. Về ngoại hình thì cao từ 1m6 trở lên được rồi. Tại vì em 1m8 mấy. Anh đây 1m63 cao lắm. À dạ vậy được. Được. Ngoại hình thì cân đối, gương mặt thì nhìn dễ thương, nhìn phúc hậu thôi. Chứ em được, không đòi hỏi là phải lộng lẫy như thế nào đó. Bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chuyện nào tiến tới bạn, chuyện nào tiến tới hôn nhân được. Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì dự định em cũng như vậy. Vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lớn có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Quyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tươi cười lên, tươi lên. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Rồi vậy chúc hai người dẫn nhau đi ăn luôn, mời bạn gái đi ăn luôn. Dạ. Cười lên. Rồi vậy nha. Chúc kéo màn lên là phải cười y chang vậy nha. Con đẹp trai mà. Hôm qua coi đàn gái thế nào nha. Tao nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thử có về không? Ồ, chào con. Dạ. Rồi dễ thương quá. Mẹ kêu đi đăng ký chương trình, mà muốn hẹn hò. Biết mẹ có gửi gắm yêu cầu gì không? Mẹ có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi. Nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Mẹ nào mà dễ thương như vậy. Dễ thương quá. Được rồi. À, được. Ổn. Vậy bữa nay mẹ có lên theo không? Dạ không chị. Bữa nay có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Có mấy anh chị đồng nghiệp với cái chị cùng phòng với bạn của em. Ủa đông lắm hả? Có mấy người. Chào các bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Chào các bạn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Duyên là cô bé thật sự em ở chung thì em thấy rất là dễ thương. Rất là quan tâm đến người khác. Đôi khi tính tình có hơi bướng bỉnh chút xíu. Nhưng mà thực sự là em nghĩ là anh mà gặp cô bé đó thì chắc anh cũng sẽ bấm nút thôi. Rồi nhận xét về ảnh thì như thế nào? Em thấy thì anh cũng là người chững chạc, nhìn cũng được. Có cơ hội hai người gặp nhau thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Trai đi với ai em trai? Giờ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình hả? Rồi có mọi người ủng hộ bạn nha. Vấn đề giờ hai người sẽ gặp nhau. Tươi lên, tươi lên. Cười tươi lên. Hai người này mặt buồn quá. Một cô gái cười nha, cười liền nha bạn trai. Rồi 2, 3, cười. Chào anh. Hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹp như món hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai có giọng hát rất là truyền cảm. Đối với công việc á thì anh có phải là người của công việc không? Anh nghĩ là người của công việc. Hiện tại bây giờ thì nếu như ban ngày về thì anh chỉ ở nhà và làm những công việc buổi tối. Để buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm thôi. Chứ còn đi chơi thì cũng ít có thời gian để đi chơi lắm. Mình cảm nhận người đối diện thế nào hả em trai? Dạ, bạn gái rất là dễ thương, rất là nhìn rất là hiền hậu. Còn nhỏ nhõng nhẽo hay giận hay hờn, chịu khó năn nỉ nha. Dạ, cái đó em chỉ được. Chỉ được hả? Bạn gái cảm nhận bạn trai như thế nào? Nghe giọng thì thấy nghiêm với lại
anh có gia trưởng không? Thì nói về gia trưởng thì nếu mà gia trưởng quá thì cũng không tốt. Nhưng người đàn ông cần phải có một cái chính kiến của mình ở gia đình. Thí dụ như là một cái sự kiện, một việc gì đó cần phải có một quyết định. Thì người đàn ông là người quyết định sau cùng. Đối với anh là như vậy. Nếu như cô ấy nhõng nhẽo thì em trì bằng cách nào? Nếu mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Được không? Thì để coi anh nhõng nhẽo sao. Chứ chưa thấy ai nhõng nhẽo. Bao giờ thử rồi nhõng nhẽo coi anh nhõng nhẽo sao. Thôi bây giờ em không chịu đâu. Thì coi sao? Thôi cái đó nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo hai người thôi. Chứ nhõng nhẽo nhiều người sao nhõng nhẽo được. Đúng rồi. Nói một câu gì đó tỏ tình đi. Tự nhiên nói giờ em không biết hát bài gì luôn. Lâu đài tình ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vì lâu đài. Hai câu hết. Dạ. Rồi, rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta chỉ còn suy nghĩ và bấm nút thôi các bạn. Đây là giây phút quan trọng. Những phút ngắn ngủi mình tâm sự với nhau nhưng cũng đủ để mình kiểm tra lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi, nắm tay bạn gái đi. Xứng đôi quá ha. Cặp này xứng đôi à. Trai tài gái sắc đấy. Hãy cố giữ lấy nha. Những gì mình có ngày hôm nay, đó là một cái kỷ niệm đầu đời rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ rất là mau đến với các bạn. Thực tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em đơn giản. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào ha. Em. Dạ, chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đôi dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg lận. Rồi mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập. Thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng gán tập, tập được 3 năm thì em giảm được, còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy hả? Dạ, em động viên chị Vân đi. Chị Vân dễ thương rồi. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa, phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Mập xấu không quan trọng. Em mập là bình nó chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ, tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cảm nhận là cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ nữ được. Là được rồi. Rồi. Vô tim của chị luôn. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ. Làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, dạ. Quê Cần Thơ. Dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ, làm tài xế. Tài xế lái xe gì? Dạ, lái xe sắt thép xây dựng của Villa Kiwell. Vậy là xe gọi là xe công đó đúng không? Xe tải bự đúng không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À. Rồi, Phước 38 tuổi. Quê Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? À, dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, và dạ, chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Xuân An, em năm nay 31 tuổi. Em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ, hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chiếc tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Ồ, trời ơi, chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Rồi, dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ, tự tay em làm ạ. Nhớ chia Linh đi nha Vân. Nè. Cho Linh sợi dây sao? Cũng được. Chia làm sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Trời. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống y chang anh luôn. Nóng hơi cỡ nóng nào? Nóng tánh ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi cơn điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là như trong công việc. Ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu. Thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí rồi mình thấy người ta
hơi biết cái gì, hơi biết mình nóng thì người ta nhịn đó, thì mình im luôn. Còn người ta cự thì mình chơi luôn. Thấy quá thì mình thôi rút lui cho chắc ăn. Mình im luôn, coi như dạ. Mình không có cự lại luôn. Dạ. Ồ, vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ thì hơi nóng thôi chị. Hơi nóng không? Rồi thích nó ăn, thèm ăn là sao? Em thích ăn là dạ, sao? Nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Ờ. Cái đặt em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi chừng nào hết cơ nghiện rồi ra em nghỉ ăn à. Chị Vân chị không có buồn, chị vui buồn gì chị cũng ăn hết chứ á. Ôi ôi chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh, cái cơ địa nó không có mập thôi. Nói nghe nè, em dạ. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Khéo tay nữa nè. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc, chứ em có nghĩa là giống như buffet vậy đó, em ăn mỗi thứ ít. Nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Còn anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết, và em là một người sống tình cảm. Dạ. Nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Em cũng nóng tính luôn. Dạ. Nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh gắt hiền, nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền. Các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu, cho anh mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chịu xí chứ không sao, mình nhịn mà cho nó yên chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt rồi này. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng lúc nào cũng là cưng rồi đó. Nhưng mà chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn? Tại vì lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh thì cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho anh lấy chồng. Rồi từ đó giờ anh là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh đi làm, ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được là mình nên lập gia đình. Tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá, câu này hay đó. Rồi. Vậy là có mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Dạ chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác nữa. Không, tại vì công việc của em á thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cũng cố gắng mình cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn cho. Nhưng bây giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi ha. Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Ừ, còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi, nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre.
rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn á thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Dạ, cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay đi lên chương trình thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây, dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây, đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa dạ. Có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó khổ, không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay không có gia đình, không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em hay đơn giản quá. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg là mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng gán tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy hả? Em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Mập xấu không quan trọng. Em mập là bình cho nó chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ là nữ được. Là được rồi. Là thì em thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Chứ thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dâm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, chị nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á thì cũng đơn giản lắm, là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ không cần ngoại hình, cũng nói chung là giản dị lắm, nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng với nhan sắc. Con đây một. Chỉ cần tình yêu thôi. Con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Thì con một nó đâu có đi đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ chỉ có một thôi đúng không? Không nên phải bên này bên kia, em là người lớn là bên nào em cũng là đặt lên vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy thì em có e ngại điều gì không? Dạ không e ngại, cái đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị. Mình phải thương người ta hơn. Dạ nói chung tại vì là phụ nữ nó đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ chia sẻ bạn ấy rất là chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu, tốt lắm, nói, đàn trai là tôi là tôi số thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi tôi đó. Tôi còn ưng đàn trai đừng nói chi ai. Thì đó, thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ. Đâu, xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó, tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ.
Dạ thấy hai chị em như nhau. Đồng màu đồng tim chất luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu đồng chất. Dạ. Được đó. Nếu hai người hợp xứng nhau. Xứng không anh? Xứng đó. Dạ xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là học bóng không quan trọng hết chứ. Quan dạ. trọng đấy người ta tập nó chưa còn xuống nữa mà. Dạ. Ha. Nhưng bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ. bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở bước cái rào anh cũng muốn lắm bước mà cái rào nó cản em ơi. Xong rồi cái rào quản là em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ vậy bước khỏe liền rồi. Có về làm rễ không? Được không? À, dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em tại vì hoặc là sẽ ở rễ bên nhà em tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ở ba đâu? Mẹ em là dạ ở Long An, ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? Rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh? Đúng dạ. rồi. Rồi vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ. có hai ba mẹ em thôi đúng không? Dạ, với đúng em rồi. Thôi. Đúng dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy được. Ồ, rồi. Vậy là ông bà còn trẻ. Anh về làm trụ cột trong nhà ha. Dạ. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì anh lo hết. Dạ. Mình khỏe lắm. Anh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Cái mẫu dạ, bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được. Còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế Gò Đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế Gò Đen đó anh. À anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon còn rượu đi chắc nghe nó rượu Gò Đen rồi cũng mạnh lắm chắc anh uống chắc được xị á. Dạ em mấy chai? Vậy được rồi. Dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em băm đi em uống đi anh đưa em về không sao đâu. Dạ dạ được rồi. Hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và dạ. Quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em nhận ý như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây, hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, chững lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ, ok á. Thấy hiền. Rồi, hiền. Bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Chị ruột hả? À, dạ, chị họ. À. Chị họ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó, tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm. Hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thế nhắn nhủ không? Bên đàn gái là sao? Dạ em không? Thấy thì theo chị á thì bên đàn gái á, nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được. Cho nên là quá được luôn á. Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ để ai cũng lớn hết rồi ha. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng rồi. Rồi ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn. Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Quay qua kia. Đó, quay qua.
bắt đầu đi em. Chào anh. Dạ. Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Em được biết là anh không còn mẹ. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Dạ. Tiếp tục đây rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá, thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Dạ. Em tặng anh ạ. Anh cũng có quà tặng em. Dạ. Nè, món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Dạ. Dạ. Bữa nay ở dưới quê ba gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Cảm ơn ạ. Được đó, ăn bữa được á em, đừng ăn gì khác. Dạ thôi. Dạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Dạ anh thích phụ nữ, anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. À thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Mà anh cái bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. Cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình á thì anh cũng có nói á, là mập hay là ốm không quan trọng. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là của bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát. Nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính. Nhưng mà thí dụ giống như anh em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á thì anh sẽ nhịn, nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời thì cái lúc mà ấy thì em nói thì anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi, chứ dạ, không có ai xin lỗi thôi, chứ không có hơi eo hẹp, không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phi đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là anh điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á rồi sao anh? Thì tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Thì đó thì đây cũng gần thì anh nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi. Thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình. Thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha? Được. Dạ, còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh?
anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi run, không biết hát được không. Kệ nó, được dạ, nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không nghe khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên cái bình hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biến rồng. Ấm lên phải không? Dạ, em cảm ơn ạ. Anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, ấm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi, thử coi. Thôi đừng không, ấm. Được, được. Thôi, thôi, ngại. Không có gì đâu ngại, ấm thử coi. Dạ, dạ thôi em ngại, dạ. Thôi để tụi em ấm riêng đi anh. À, dạ, dạ em ấm. Rồi em gái hát tặng nó đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin, tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đã, bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi đó. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Về xin, là xin, về xin. Long An. Về Tân An. Chuẩn bị. Đếm luôn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, yes. Vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau. Đó, trời, trời ơi, hợp ơi. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả? Hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền, có một mình lủi thủi thôi, cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi, hay về Tân An ở luôn. Rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn hay chở đồ đó cũng được. Ha? Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ, em cũng không có ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là hôm nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ. Hay là rồi. Dành cho vợ em. Thôi rồi ơi. Rồi xác nhận luôn rồi, xác nhận luôn rồi. Ôm luôn. Bên kia hùng lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không biết coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bì rồi. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi xong, nói chung á hai người dễ thương lắm á, đám cưới mới mời nha, gần ngang sát bên luôn á ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho hai bạn. Sản phẩm Amity ha, đi ra chợ thấy sản phẩm rửa nước, rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả của anh. Dạ. Quyền Linh đó nha. Dạ. Muốn ủng hộ nha. Dạ rồi. Nếu hai bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ được sử dụng miễn phí một năm luôn. Một năm luôn. Một nha. Một năm cơ. Miễn phí. Còn này là quà của riêng em nè. Yeah, bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA tặng riêng cho em. Yeah. Còn đây nếu như tụi em đăng ký kết hôn thì sẽ có món quà tiền mặt trị giá là 20 triệu đồng của thép Vina QA là quà cưới của tụi em. Dạ yeah, rồi, em cảm ơn. Đây cặp là này chắc chắn lấy 20 triệu rồi. Mặt hè, khi uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc gửi tặng cho hai em. Dạ yeah, rồi, em cảm ơn. Rồi, xách cái này luôn. Bây giờ nhiều quá rồi, rồi chút xíu quá. Xuống nè. Sen đá, rồi cái gì đó dành cho ba mẹ thấy không? Ta gửi tặng rồi. Ba mẹ dưới Cần Thơ luôn thấy chưa? Yeah. Cảm ơn em về cái nón nghe, nón yeah. Đẹp quá à. Về Cần Thơ, xong rồi á, về Long An, trên đường đi luôn, quốc lộ 1 thẳng tiến. Dạ, Cần Thơ cách Long An có 2 tiếng rưỡi thôi. Em không đi phượt hoài à. Tới. Em đi phượt xe máy hoài. Sắp rửa đường cao tốc xong rồi, không bao giờ quá 2 tiếng, yên tâm. Yeah. Rồi, thôi chúc các bạn hạnh phúc nè, đi đi rồi. Tôi cầm giùm dạ, chứ rồi, giờ sao cầm. Từ từ nắm tay bạn gái, đừng có buông bạn gái ra, nắm tay em thật chặt vô. Về. Về hai người nhớ tập thể dục nha.